Xin chào các bác, em Vũ máy chiếu đây. Hôm nay em quay cho các bác về hướng dẫn lắp đặt màn chiếu khung di động dùng để chiếu phim ở ngoài trời hoặc là chiếu trong văn phòng gì đó. Màn này là màn khung 100 inch, tỷ lệ 16 9 nha. Thì bên em có đủ màn 100 hoặc 120 inch. Đây, 100 inch. Màn này là màn để xuất khẩu nha các bác. Màn chiếu 100 inch này thì nó rơi vào chiều ngang là 2m2, chiều cao nó là 1m25, nó có khung nó rất là chắc chắn. Thì bây giờ em sẽ thử mở cái màn chiếu khung ra cho các bác xem ở trong nó có gì. Đây, một cái thùng của cái màn chiếu nha. Đây, một thùng màn chiếu. Đây, nó được bỏ trong một cái túi màu đen như vậy. Em sẽ mở ra cho các bác xem. Đây, thì sau khi mở cái túi màu đen ra thì nó sẽ đây, có một cái vải màn chiếu thì bỏ riêng ở trong một cái túi như vậy nhé, để cho màn nó không có bị nhăn. Vải màn chiếu, một cái tấm khăn màu đen. Thì khi mà quá trình mình lắp cái màn chiếu á, thì cái khăn màu đen này các bác có thể trải ở dưới sàn để cho mình lắp cái màn chiếu nó không có bị dơ nha. Và đây là một bộ khung chân, sách hướng dẫn ốc. Đây. Thông tin của màn chiếu trên đây luôn, sách hướng dẫn về có những con ốc này là để cho các bác cố định màn hình chiếu nha. Đây, bộ khung bộ chân rất là chắc chắn nha. Đây, một bộ màn chiếu mới. Đây, bao gồm là khung màn chiếu và màn vải màn chiếu. Thì bây giờ em sẽ mở lên, em lắp thử cái màn chiếu này cho các bác xem, hướng dẫn các bác cách lắp đặt luôn nha. Các bác đợi em một xíu. Đây, thì mình chỉ việc là mở cái khung đó ra thì đã bắt khung màn chiếu đã lắp cố định như vậy rồi nha. Đây, khung thì nó sẽ cố định như vậy rồi, mình chỉ cần mở ra thì nó sẽ ra một cái khung hình chữ nhật như vậy, tỷ lệ 16:9. Và trên cái màn chiếu sẽ có những cái nút nút bấm như thế này nha. Đó. Trên cái khung màn sẽ có những cái nút như vậy. Đây là còn dư cái bộ này là bộ chân nha. Bộ chân thì mình khi mà mình lắp đặt cái màn chiếu xong thì mình mở bộ chân ra để mình dựng đứng cái màn lên nha. Xíu nữa các bác sẽ hình dung được thôi. Rồi, sau khi mà căng cái khung ra đó thì mình bắt đầu mình trải cái tấm vải màn hình chiếu ra như vậy. Thì trên cái màn chiếu sẽ có những cái khuyên này nha, cái khuyên này. Thì nếu mà muốn lắp màn chiếu này thì mình cứ lắp từng cái khuyên này vô trong từng cái lỗ khuyên cho bấm sẵn như này nha. Để cho dễ thì mình cứ kéo để mình lắp bốn lỗ trước nha, bốn lỗ bốn góc trước. Đây, bây giờ em để cái
điện thoại lên đây, em quay em gắn cho các bác xem. Đây, sau khi căng cái màn chiếu lên trên cái khung đây, cái vải màn này các bác xem, màn chiếu nó phẳng luôn nha, nó thành tỷ lệ 16:9. Bây giờ em sẽ gắn cái chân này vô trong cái màn chiếu này để dựng cái chân lên cho các bác xem nha. Rồi đây các bác, sau khi gắn hai cái chân vô thì mình được cái màn chiếu như vậy nha, màn chiếu khung, hai chân di động. Thì cái này phù hợp cho các bác nào mà mua về để ngồi sân hoặc là đi du lịch. Màn chiếu thì là 16:9 nha, màn chiếu khung. Thì do trong cái này màn chiếu này là màn chiếu mới, vải màn chiếu thì bên em gấp lại cho nên nó không có được thẳng cho lắm. Khi mà mình mới căng thì nó sẽ bị mấy cái đường như các bác xem ở trên đây. Mình căng mình để một thời gian thì nó sẽ hết nha các bác. Hai cái chân. Cái này em căng trước cái màn cái khung lên rồi đó. Còn hai cái chân thì cái chân dưới đây mình sẽ nhét vô cái lỗ màn chiếu này, nó sẽ chống lỗ dưới đây nha, mình sẽ nhét vô cố định bằng ốc lại và khúc màn trên đây mình sẽ cố định lại như vậy thì nó sẽ được hai chân như vậy. Rồi ok, cảm ơn các bác. Thì bên em có đủ màn chiếu kích thước nè, 100 inch là khoảng 2m2 chiều ngang, cao là 1m25, 120 inch là 2m65 bề ngang, cao là 1m49, 135 inch là 2m88 nha. Rồi ok các bác, thì các bác có cần màn chiếu kích thước nào thì cứ liên hệ với em sẽ đưa ra giá cho các bác. Thì hiện tại màn chiếu khung này bên em giá nó cũng rất là tốt, em sẽ để bên dưới những cái giá của màn chiếu. Bác nào mà muốn mua về để di chuyển ở trên nhà, ngồi sân hoặc là hát karaoke, cái màn này nó xài rất là ok nha. Rồi cảm ơn các bác và hẹn gặp lại các bác. Em sẽ mở con máy chiếu lên, em test thử cái màn chiếu này, em quay cho các bác xem ở trong một cái video clip kế tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.